Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì Duy đã chuẩn bị xe cũng như tất cả mọi thứ xong hết rồi. Đó, thì một lát nữa là hai bạn Tuấn sẽ đến nhận xe. Đó, và hai bạn Tuấn này rất là giỏi về cái... Ồ, chú! Ồ! Đã, chú Toản ha, là ba của Tuấn, chủ nhân của chiếc xe này. Đó, thì Tuấn thì rất là giỏi về... trang điểm ha, trang điểm cho cô dâu, và có một cái tiệm nổi tiếng Biên Hòa, có một cô. Dạ. Bỏ đây ra. Ờ, Tuấn kìa. Hôm nay đẹp trai tí, mà áo kẻ sao? Thì hai em đẹp mình phải đẹp thôi chứ sao? Dạ. Cảm ơn Tuấn. Ok. À. Đó là chuẩn bị đầy đủ rồi. Dạ, chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Quá đẹp. Cái này. Ủa, là... anh Việt đâu chú? Anh Việt đâu, anh Việt đâu? Cho tí, cho gì hả? Cho tí. À. Chú nói ha. Nói cái gì? Đây là chú Toản, cực kỳ nhiệt tình luôn. Đó, thì mặc dù là Tuấn cũng dạ tuổi đã cao rồi, nhưng mà rất là coi trẻ trung. Rất trẻ trung. Đó, thì chú thì cũng quen biết rất là nhiều những bạn bán hàng, nhưng mà cuối cùng là chú quyết định ủng hộ Duy. Ủng hộ anh Duy. Đấy, một cách xuất sắc nhất. 2 tháng nữa sẽ cho nó xem mua cho anh cái C300. Nhớ nha. Có chắc clip quay lại đó, có quay phim lại đó nha. Có những quay phim lại, quay phim lại đó. 2 tháng nữa, đúng 2 tháng nữa. Rất hạnh phúc được đến với Phú Mỹ Hưng. Dạ. Mà được anh Duy là người dẫn đường đến đây. Con gái thứ hai là nó lấy sớm. Dạ. Ừ, nhưng mà nó lại vừa mua miếng đất mất mấy tỷ. Rồi. Rồi trên thôi 2 tháng nữa cũng được. Con ấy là gần nhà cô là chưa có xe. Chưa có xe thôi. Chồng toàn đi xe. Dạ. Nó cấp cao. Yên tâm vô tư đi. Thật sung sướng được đến Phú Mỹ Hưng này là rất hạnh phúc rồi. Gia đình thay mặt gia đình là cảm ơn chương trình Phú Mỹ Hưng. Con ấy có cái ca ba đen rồi. Dạ. Cũng lại muốn thay cái này. Dạ. Chưa biết đâu được theo, còn theo cái 450 cơ. Đấy, vậy cho nên là Duy mời cả nhà mình vào đây chụp hình nha. Vào đây cho anh quay phim đại gia đình mình đi, đứng một hàng để quay gia đình đi. Dạ. Rồi anh chụp hình nhá. Châm vào đây đi con. Vào đây, vào chỗ này đàng hoàng. À, chắc Tuấn, là mình Tuấn tí ôm hoa. À, Duy xin đại diện cho công ty ha, gửi lời cảm ơn tới hai bạn Tuấn rất là nhiều, bởi vì là trong thời gian qua cũng như là cũng đã tin tưởng cũng như là support đi rất là nhiều đó, và mặc dù là có rất là nhiều những bạn khác tắt khe coi như là gọi điện cho hai bạn Tuấn rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng Tuấn vẫn quyết định ủng hộ Duy ha. Một lần nữa thì rất là trân trọng, cảm ơn Tuấn. Em cảm ơn anh. Dạ, dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, giờ được. Con xin mời cả nhà chú vào chụp hình nha. Dạ. Con gái bác đấy. Bữa nay mới gặp chị luôn. Gái út. Dạ. Gái út. Nào để cho anh chụp đi, đứng con chụp kiểu gì con chụp đi. Dạ. Chụp đi. Các bác cho chụp vậy thôi. Chụp hình đi, chụp hình cả nhà mình. Chụp hình đi, cả nhà mình cái đi. Đứng này đi. Xong bắt đầu là Tuấn tí chụp riêng đi, chị chụp. Dạ. Cả nhà mình chụp một tấm đi. Đưa con gái gặp gì đó. Mày xem cầm hoa đi bác. Chú đứng sát vô xíu rồi. 1, 2, 3. Nhìn chú còn phong độ lắm nha. Chụp hình cho Tuấn. Chụp hình cho đây tí để Tâm lấy cái chữ ở cái đầu xe bằng số nhá. Hai bạn này thời trang quá chú ha, đúng làm bên thời trang luôn ha.
Đặt lên, chú xoay nhẹ một cái. Chú xoay nhẹ một cái. Đúng rồi. Rồi. Lắc dưới lên bố. Đó, đúng lắc rồi, xoay nhẹ lên cái chú. Xoay, đúng rồi, xoay cái nút bằng. Rồi từ từ, từ từ nó gần ra là chú đẩy cái tay nhẹ lên cái là nó bắn lên thôi. Đúng rồi. Lắc. Rồi, đó, chuẩn bị đó. 1 2 2 rồi, rồi. Được rồi, được rồi. Rồi. Go. Mang vô. Đã khác lạnh. Đây tôi cho anh hai cái nữa chị. Con mời cô chú ăn bánh nha. Cô chú cứ tự nhiên rồi con sẽ hướng dẫn xe. Rồi rồi. Chắc là chú chạy nhiều hả hay là Tuấn chạy nhiều? Chạy nhiều. Chú chạy nhiều. Chú chạy nhiều đúng không? Không phải học đấy. Hai tài, ba tài đó. Dạ tôi lái xe hết. Dạ. Không anh chỉ cho bố đi còn anh đi. Tự anh coi đơn okay. Giản. Rồi, ok. Rồi rồi. Mất thật ra là coi cái gì. Dạ. Anh thì nhanh mà. Anh thì nhanh mà. Anh chỉ lại tôi khi lùi vào cái chỗ nó nhỏ thôi. Cái xe này không có phanh phát là ấy, không cần phanh tay. Dừng là nó dừng hẳn, nó không cần đấy à. Cái phanh tay á, thường có phanh tay. Phanh tay nó tự động mà. Là dừng là coi như là thay phanh tay luôn. Dạ. Ra xuống mò phát là phanh tay luôn. Dạ. Không, đi xuống chú mở cửa mới phanh tay. Dạ. Dạ. Chú có tập thể dục luôn chú? Có. Bởi vì nhìn tướng chú ngon chứ. Chú vẫn tập thể dục một ngày một tiếng. Đúng rồi. Số 7, số 8 rồi. Trông cứ như thanh niên. Chú năng động. Nhanh. Nhanh nhẹn. Bác không từ ngày nhỏ mà. Chú ở bên quân đội ra mà chứ đâu phải thường đâu đúng không chứ cô? Bác phòng vẫn chiến đấu. Chiến đấu mà. Giờ kêu chú giờ ra cầm súng đồ bắn súng rồi được không? Chiến vẫn bình thường. Bắn súng đồ ngon lành. Dậy được. 4 giờ là dậy. Cầm súng là chạy là cũng không thua ai luôn hả chú ha? Thanh niên là có chắc không bằng chú. Không. Bọn kia nó giỏi. Quay cái này mình về có xem được không? Dạ xem được. Cái này là trên clip này luôn à? Dạ đăng lên TV luôn mà. Đăng TV nhưng chơi này mình muốn cái này để... Chú đâu cần cái này chỉ tả vô, con cứ đăng lên mạng, chú lên mạng coi thôi. À, nhưng mà cái này? Xấu mà. Cái này là để chép nhạc vô, chép nhạc vô để nghe chép nhạc rồi thôi. Mình đưa cho bên... Dạ. Chú thích nhạc gì đó, chú ra ngoài thế giới động hay gì đó. Hoặc là nói anh Việt á, tải vô cho chú, vô đây. Chú thích nhạc gì ở nhà đó, tải vô đây rồi lên xe nghe. Chú chỉ nhạc. Hoặc là bây giờ nghe nhạc trên mạng online hết rồi. Ăn đi con. Ăn cái gì ăn mấy rồi mọi thứ. Không, cái này là để chết nhạc thôi. Chưa muốn chép nhạc thôi. Hồi xưa anh thấy hát đĩa không? Bây giờ nó bỏ đĩa đâu, hát đĩa nữa. Rồi xong rồi chép nhạc cho USB, rồi bây giờ nghe online hết rồi. Nghe online hết rồi. Được mấy cái móc này? Dạ một cái USB thôi. Không, cái đó chìa USB. Khóa là mấy cái? Dạ hai cái. À, trên cái này đâu phải chìa khóa. Biết rồi, nhưng mà chìa khóa được hai cái à? Dạ. Vào đây USB như này. Phải chờ chú về mới về được. Hay là dạ không, con cho xe chở về cho cô đây. Nhưng mà anh phải ngồi xe đi chứ biết chỗ chứ. Ờ dễ lắm, con chỉ mà anh đi thôi. Con không về à? Con không về. Con xíu nữa con phải có về việc rồi. Tại vì con tính là buổi sáng cô tới sớm. Con giao cho cô, chàng là con tính đi luôn á. Nhưng mà buổi chiều con lại có hàng. Đến chỗ đường rẽ vào chợ, anh chờ tôi đấy. Con chỉ ngay Amata là xong rồi. Để đến Amata tôi dẫn vào. Dạ. Lại lần nữa xem những cái hàng tặng, những tất cả các thứ. Nào, đi đây. Đây, đây, con chỉ cho chú. Từ từ, từ từ, từ từ, rồi hư phim luôn. Từ từ, từ từ. Qua đây đứng chút. À. Ở trong đây là có cái hộp quà nãy chú coi hết rồi, đúng không? Còn hai cái dây này là hai cái dây để chú sạc điện thoại nè. À rồi. Đó. Cái này là cái gì đây? Còn cái này là cái túi y tế. Cái này là cái túi da để chú mai mốt để cặp vẹt xe, để giấy tờ xe rồi vô đây. Ha, còn sách hướng dẫn sử dụng thì nó nằm ở đây. Còn cái này là cái gì? Cái này lưới để dằn đồ lại. Nó giống như cái này nè.
đồ mình cứ để như thế này chạy nó bật 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 lên thì cái này dần lại. Dạ không có phụ tùng gì ở đây hết, chỉ có mỗi cái vỏ để đồ thôi, còn dưới này là trống hả chú ha. Vậy thôi đó, đầy đủ hết chú. Bỏ nó xuống đó đóng bấm không đóng đây 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 đôi no chú bấm đây không được đóng. Rồi đây cô chú đây đó, hai cái chìa, hai cái chìa khóa chú bấm nút này là khóa cửa nè ha, chú bấm cái nút này là mở mở cửa biết chứ đâu mà không. Dạ rồi đó, còn cái nút cuối cùng là để đóng mở cốp. Đóng mở cốp bấm giữ là đóng, bấm giữ là mở. Vậy thôi à, rồi qua, qua đây con chỉ chú đổ xăng. Cái này là để lắp điện thoại. Đây đổ xăng này chú chỉ cần gọi là ấn nhẹ vào, ấn vô là nó sẽ mở ra. Nhưng mà khi mà chú lóc cửa xe, khóa cửa xe thì nó sẽ khóa luôn. Khi mình bấm mở thì bấm vô đây mở. Phải bấm mở đây đúng không? Ok. Bấm 2 thì bấm mở phát ra. À, còn nếu mà chú chở em bé mấy đứa nhỏ ha, chú phải cho nó ngồi sau và khóa cho em là kéo lên thì ở trong mấy đứa nhỏ nó không có mở cửa được ha. Vậy thôi, còn bên trong xe chú qua bên kia ngồi đi, con chỉ chú sử dụng xe bên trong. Dạ không, chú phải đạp thắng chú mới khởi động được và thứ hai nữa là phải đạp phanh mới vào số được. Phải đạp phanh này mới vào số được. Dạ đúng rồi, đạp phanh mới vào số được ha. Rồi đó, con sẽ chỉ chú lại cái cần số xe. Cần số xe là khi chú đạp thắng chú kéo xuống là D là chạy tới. Cái này là chạy đúng không? Cái đó là mới là số N thôi, chú gạt nhẹ là N thôi, chú phải gạt mạnh xuống là nó mới chạy đó. Chạy rồi đó nha. Chú gạt mạnh lên là lùi đó. Rồi chú bấm vô là B giùm con. Rồi xong. Là gì? Đứng im. Đậu xe đứng im. Đậu. Ấn vào là đứng im. Ấn vào để đứng im. Vậy thôi. Vậy bây giờ đi vào cái đường nhỏ. Vào cái camera. Đường nhỏ thì có camera nó hiện lên cho chú. Đâu? Tự động luôn. Ví dụ chỗ đó nó chật chội quá thì nó sẽ tự động hiện lên cho chú. Còn không á thì chú muốn tự động, chú muốn không muốn tự động á, chú muốn chủ động luôn thì chú bấm vào cái nút này. Tại vì bây giờ cấp sao đang mở cho nên là chú không có thấy được. Thì tự động vô trong khu vực hẹp nó tự động bật lên, nó cảnh báo cho chú, nó kêu tít tít tít, nó báo những cái vật cản ở xung quanh cái xe. Xung quanh luôn. Dạ, nó báo trên này. Khi nào mà dừng là nó sao? Ví dụ vướng. Thì nó báo lên cho chú nó màu đỏ. Màu đỏ. Nó báo màu đỏ là gần quá rồi phải dừng lại. Mình phải dừng xe lại. Dạ. Chứ nó không tự động được. Dạ không. Chú phải dừng. Nó không có tự động dừng cho chú đâu nha. Có nghĩa là hai bên này đúng không? Hai bên phía trước phía sau. Đỏ phát là phải dừng lại. Dạ. Rồi ok. Ối giùm con. Đèn thì nó tự động. Đèn của chú là ban đêm ban ngày tự động làm việc, mình khỏi cần nhớ. Không cần nhớ. Khỏi cần nhớ. Đi qua hầm Thủ Thiêm bật đèn lên cho chú, khỏi cần nhớ. Chú nhiều khi giờ chú có quên không? Không quên. Không quên, không quên phải không? Quên, ok. Đó nhưng mà cái này nó nhắc chú, ví dụ quên mở đèn gì đó ý như vậy. Đó, quên mở đèn gì đó thì cái này nó không cần quên nữa, nó sẽ bật lên cho chú hết rồi. Gạt mưa cũng vậy, tự động luôn. Nha, nè. Chú để ở nấc số 1 hoặc nấc số 2 là nó sẽ gạt, đúng rồi, chú xây lên hai nấc đầu tiên là nó sẽ gạt tự động. Cứ để như vậy, cứ để như vậy là mưa xuống nó gạt cho chú. Nha. Còn không mưa thì nó không gạt. Còn chú bấm vô đầu cái nút đầu á là nó sẽ xịt xịt nước vô kính. Nhưng mà chú đừng ấm ấn nó dơ xe. Nha. Rồi. Dạ cảm ơn con. Cảm ơn nha. Chú về nha. Cảm ơn cả anh quay phim. Dạ đúng rồi. Chào anh. Khỏe chú nha. Rồi, chúc anh khỏe. Chúc anh khỏe. Dạ. Cảm ơn anh. Vừa rồi thì Di đã giao xe cho cả nhà của chú Toản xong rồi các bạn. Đó thì cô chú coi như là các bạn thấy ha, rất là dễ thương cũng như là rất là giản dị luôn. Đó thì khi mà liên lạc làm việc với Di với các bạn là mặc dù là Tuấn cũng có quen trong cái mối quan hệ của Tuấn những cái bạn bán xe rất là nhiều, nhưng mà chú nói với lại Tuấn là ủng hộ cho Di đó, chỉ ủng hộ cho Di thôi đó. Và khi mà làm việc với cô chú cũng như là cả nhà thì Di coi như là rất là yên tâm luôn các bạn, rất là yên tâm ở đây là cô chú nói ủng hộ Di là coi như là cô chú ủng hộ Di
Đó thì Duy cứ việc làm coi như là hết sức thôi. Và cô cũng có chia sẻ là coi mình coi Duy giống như là một cái người nhà nữa. Đó cho nên là các bạn thấy rồi đó, những khách hàng của mình lúc nào cũng yêu thương cũng như là quý mến mình như vậy, thì đó là một cái điều rất là thành công dành cho Duy, của Duy ha. Đó thì thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc video tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị và các bạn có thể liên hệ với Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Thì bây giờ Duy sẽ chạy cái chiếc xe lên xe vận chuyển và giao về Biên Hòa cho cô chú. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.